Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online và trên tay mình đây là cái hộp của chiếc máy tính bảng Realme P20. Thông số cấu hình rất khủng này, 10 inch AMOLED, Full HD cổng Android 10, pin 8800, camera 64MP và mức giá là 917.000. Đó, con này còn có là 512GB nhớ trong nha, 2 thẻ SIM thanh toán khi nhận hàng. Chắc chắn với những cái thông số như thế này và mức giá chỉ là 917.000 thì đây là hàng pha ke rồi, không thể nào mà có hàng Realme nào mà thông số nó khủng như thế này được. Và Realme thì cũng không có máy tính bảng nào với số hiệu là P20 hết. Tuy nhiên con này thì mình thấy là nó có tới 31 lượt bán và bên dưới là toàn những cái bình luận. Đó, máy rất đẹp 5 sao này, 3 sao là sản phẩm máy tính bảng xài 2 ngày tạm ổn, qua ngày thứ 3 thì nặng như rùa, hàng này pha ke, không có nguồn gốc này. Rồi là máy đẹp cấu hình mảnh RAM 512, chip 10 nhân. Chúng vẫn rất nhiều người mua phải nha. Thì các bạn đừng nói là mấy con này thì ai mà dính. 500GB này, màn hình độ phân giải cao, thuộc hãng MediaTek chứ không phải Realme. Mình cũng thấy buồn cười nên là ok, đặt về để kiểm chứng tiếp cho anh em xem thực hư con máy tính bảng này là như nào. Và có gắn mác là Black Friday các kiểu con đà điểu luôn nha. Rồi ok, mình đã nhận được hộp hàng từ ngày hôm qua rồi, nó rất là to luôn. Thực sự nó rất là to. Đó thì các bạn mua hàng trên các sàn thương mại điện tử á, cứ nên quay lại video nha, khui hộp như mình đây cho chắc ăn. Kể cả là biết là hàng Realme hay là hàng pha ke cũng cứ nên quay lại để mà chúng ta làm bằng chứng nha. Đó, rồi ok, khui hộp ra xem như là cái hộp đóng gói to thực sự luôn. Và giao thì cũng rất là nhanh, con này mình đoán là kiểu như là có nhiều khách đặt hàng xong họ trả về ấy, nên là để ở cái kho hàng Lazada ở Bình Dương, nên là rất là gần là chỗ mình là ở trên Sài Gòn, Hồ Chí Minh ấy. Rồi bên trong, ồ cái gì đây, hộp to bên trong là một cái hộp nhỏ hơn. Chúng là to ngang với một cái hộp của một chiếc laptop mini luôn ấy các bạn. Rồi khui ra xem như nào nào. Đấy, wow, như kiểu một cái hộp bánh chứ không phải là giống như kiểu hộp của một chiếc máy tính bảng. 512GB bộ nhớ trong này, rồi là màn AMOLED Full HD cộng, các kiểu con đà điểu. Rồi bên trong thì có một cái kiểu như là hướng dẫn sử dụng nhanh. Và đây, đó, không có cái logo Realme nào ở đây hết. Cáp là micro USB. Đó, máy thì được bọc trong sốc kiểu như này nhưng mà đó, cũng bị khui ra rồi. Đây, wow, cũng có 3 ống kính thật. Đặc biệt là phía trước có cái phím đây này, không biết phím gì. Có camera selfie nha, có camera rất giống với dòng iPhone 3 mắt. Loa đặt ở bên dưới, các bạn biết là thiết kế rất là cũ rồi. Cổng micro USB này là jack 3.5. Tổng quan hoàn thiện thì thực tình mà nói thì cũng không đến nỗi nào, không đến nỗi gọi là nó quá lởm khởm. Nhưng mà nhìn thì nó rất là pha ke, chắc chắn là không phải là hàng Realme rồi. Không có cái logo Realme nào hết. Chúng ta hãy cùng là khởi động máy lên xem sao, là vẫn rất nhiều người dính phải những cái dòng máy tính bảng MediaTek. Hèn gì có ông có comment, có ông có đánh giá là đây là hãng MediaTek. Vì ông khởi động lên ông thấy có cái chữ MediaTek. Đây là dòng chip của máy chứ cũng không phải là hãng đâu nha. Chứ MediaTek thì cũng không có sản xuất máy tính bảng đâu. Android. Rồi chúng ta hãy cùng kiểm chứng con này nó như nào. Màn 10 inch AMOLED Full HD cổng như này à. Android gì đó, Android 10 à. Đây là Android cũ ấy chứ. Sơ qua thì những thao tác vuốt chạm thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà đây chúng ta chưa có cài thêm app. Cài thêm app thì mình tin là nó còn lắc giật. Màn hình này thì theo kiểu là sợ chưa đạt HD cổng ấy, kiểu là FWVGA thôi. Đó, rồi coi nào, đây là giao diện này, Realme mà giao diện như kiểu là những cái Android thuần. Và con này thì coi nào, thông tin về tablet, nó ghi đây này, những cái thông số pha ke là 10.1 inch. Cái độ phân giải này đúng là còn cao hơn là Full HD cổng luôn ấy, tầm 2K ha. Và Android 10
bấm vào Android 10 rất là Android 10 nhưng mà lại lại có cái chữ K. Cái này Android 10 buồn cười thật chứ. Cái này Android KitKat chứ không phải Android 10. Ồ, có cái phím Home để bấm ra ngoài. Rồi là xem nào. À, có ngôn ngữ tiếng Việt hay không? Các bạn thấy mình quay và nó phản chiếu lại cái điện thoại đằng trong là cái tấm nền nó chất lượng nó khá là lởm. Rồi bên trong thì chúng ta coi là cái bộ nhớ trong này nó báo bao nhiêu ha, là 512 GB nhưng mà con số là pha ke thôi nha. Tí nữa chúng ta vào camera quay phim là biết, nó báo là quay được vài phút rồi à. Camera đây này. Rồi giao diện, ồ giao diện rất là cổ, cách đây là 10 năm trước. Rồi bấm vào cái phần ok đi. Ok đây. Rồi khá khá là chậm ha. Đây, cái nhận camera này. Chụp ảnh. Rồi, đây cam selfie. Ui, có thấy nó mờ. Đúng như kiểu là cam 0,3 MP cách đây 10 năm về trước. Và các bạn thấy là qua cái phần quay phim này, nó báo là vẫn vẫn quay phim được ha. Quay phim được nhưng mà nó báo là quay không được nhiều đâu. Phải thoát ra ngoài xem nào. À, chúng ta có không biết có ngôn ngữ tiếng Việt hay không. Vẫn có tiếng Việt nhé, có ngôn ngữ tiếng Việt. Rồi coi cái độ sáng nó bao nhiêu nào, hiển thị nào, chủ đề mặc định này, thời gian sáng 1 phút, độ sáng à đây, kéo lên mắt. Ồ, kéo lên maximum thì nó đỡ hơn, nó có độ sáng đó, nó ổn hơn. Trung tâm nền này thì để mà nói là so với cái mức giá tiền á, thì mình nghĩ là một cái tấm nền được chấp nhận được. Đó, nhưng mà chúng ta hãy cùng thử và check xem là những cái thông số thực của cái con máy tính bảng này nó như thế nào nha. Mình đã quay trở lại về đây, như vậy là sau khoảng vài tiếng mình test cái con máy tính bảng này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Đối với những cái con máy tính bảng hay là cái điện thoại cấu hình cao mà giá tầm 500-700k đến một củ đổ về á, thì thường nó sẽ được fake khá là tinh vi ở nhiều khía cạnh nhé. Ví dụ các bạn check ở trong cái phần dung lượng thì nó vẫn sẽ báo là 512 GB đúng không? Hoặc các bạn có thể vào cái quản lý file, đó vẫn báo là dung lượng trống 478 GB trên tổng dung lượng là 512 GB, thì cái máy tính bảng này nó khác nào như một cái ổ cứng rồi đúng không? Nhưng các bạn cứ thử cắm vào tải một cái file đâu đó tầm là 20-30 GB thôi là nó cũng không thể nào mà copy vào được. Bởi vì dung lượng thực của nó làm gì mà đến cái mức là 512 GB. Một cái ổ cứng 512 GB bây giờ là giá nhiều khi nó còn mắc hơn cái con này gấp mấy lần đấy, nếu như ổ cứng xịn đúng không? Rồi, các bạn có thể phát hiện ra bằng cách là dùng một số những cái phần mềm chuyên dùng. Ví dụ như là Device Info HW này, thì nó sẽ lòi ra ngay cái thông số cấu hình thực trên con này. Các bạn thấy bấm vào phải mất một hồi nó mới load. À, chúng ta có đây là Android 4.4 này. Thật thà đến mức là ghi là pha ke 10.0. Các bạn thấy chưa? Đó, mình nhìn cái Android là mình biết mà. Đây là 4.4. Android rất là cũ rồi. Và chúng ta sẽ có là 1 GB RAM DDR3 này, các bạn nhìn này. Và chúng ta có 16 GB bộ nhớ trong đến từ hãng là Kingston, cũng là một cái hãng lưu trữ nổi tiếng ấy. Và 1 RAM 16 ROM. Con chip là gì? MediaTek MT6582, và đây là cái con chip mà giá rẻ rất là phổ biến ở những cái năm như kiểu là 2014, 2015, 2016, 2017, tức là cách đây tầm 5 7 năm về trước. Đó. Con chip này thì nó fake lên là 10 nhân nhưng mà thực tế ra kiến trúc nó là Cortex A7 cực kỳ là cũ và kiến trúc là 32 bit. Nói chung bây giờ đa số chipset là 64 bit hết rồi. Con nào 32 bit là cũng thuộc hàng đời tống. Kiến trúc là ARMv7 nha, và chúng ta có GPU Mali 400 MP và là một số những cái thông tin khác ở đây này. Các bạn có thể nhìn thấy này, màn hình của nó là tần số quét thậm chí còn chưa đạt là 60 Hz với cái PPI là 210, tức là cái màn hình nó ở mức gọi là HD cổng thôi ha. Đó, tầm tầm như vậy thôi. Rồi máy ảnh những cái thông số thì nó pha ke lên hết ha. Pin là 8800 nhưng mà thực ra là mình nghĩ là pin nó tầm là 3000 là cao lắm rồi. Và cái hệ thống cảm biến của nó thì cực kỳ nghèo nàn, không có cảm biến ánh sáng, không có cảm biến tiềm cận từ tính hay là con quay hồi chuyển hay là áp suất rồi này kia là đều không có hết nha.
thông số nó rất là thấp. Và cái việc nó chảy cái hệ điều hành Android quá cũ là chúng ta sẽ không tải được một số những cái app. À, ví dụ như là YouTube là nó không có đấy. Đó. Đó, mà lại có YouTube Music và YouTube Studio đúng quỳ luôn. TikTok thì vẫn còn được ha. Và Chrome và một số app. Nhưng mà đối với Android thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Những cái Android cũ thì chúng ta đa số vẫn tải được hầu như là những cái app phổ biến hiện nay để mà dùng ha. Nhưng mà với cấu hình nó thấp như này thì rõ ràng là cái tình trạng lắc giật là không thể nào tránh khỏi. Ví dụ như một cái tựa game nhẹ nhàng như là bắn pizza này này, nó loát vào rất là lâu và thậm chí là còn không thể nào mà chơi được. Nó bấm vào là nó đen màn hình luôn rồi. Bởi vì cấu hình nó thấp quá, nó không đủ để mà loát luôn. Nó bấm thì chỉ thấy rung rung thôi. À, rồi chúng ta sẽ có những app cơ bản như là đồng hồ này, cơ bản của Android. Rồi là máy tính, đài FM radio, rồi trình biên tập video, thư viện, trình ghi âm thanh, rồi trình duyệt. Rất là cũ. Công bằng mà nói với cái phân khúc giá loanh quanh tầm 900 rưỡi gì đó, 900 rưỡi gì đó, thì với những cái thông số và những cái trải nghiệm như thế này, mình thấy là nếu với những người dùng dễ tính thì ok, tạm chấp nhận được nha. Đó, nhưng mà thực ra là trong tầm này các bạn đã có thể là mua được một số những cái mẫu máy tính bảng là nó ok hơn. Hoặc các bạn ráng thêm đi tầm vài trăm ngàn hay chúng ta mua những cái mẫu máy tính bảng như kiểu là Mi Pad đời 1 của Xiaomi này, rồi dòng Galaxy Tab Samsung, hoặc không mua dòng Lenovo á, Tab á, trong tầm này. Tầm khoảng hơn cũ thì có một vài con Tab Lenovo mình thấy là dùng nó đỡ hơn. Đó. À, với lại là dù những cái trải nghiệm như này là tạm chấp nhận được, nhưng mà không ai dám đảm bảo cái độ bền phần cứng trên những cái con máy tính bảng dạng no name và OEM như thế này nó tồn tại được bao lâu. Và khi dùng may mắn thì được 2-3 tháng nó lăn quay ra chết, xui thì 2-3 bữa nó đã không dùng được. Giống như là một số những cái ray đánh giá ở trên trang sản phẩm ấy. Đó, có nghĩa là tính hên xui nó rất là cao, và bây giờ nếu như nó hỏng thì các bạn cũng chịu chết, chấp nhận là mất 900 một củ. Và số tiền trên thì nếu như coi nó nhỏ thì nó nhỏ, và coi nó to là nó to. Cá nhân mình thấy thì nó cũng không phải nhỏ đâu. Đó, thà các bạn bỏ thêm tiền các bạn mua những cái máy tính bảng hoặc là những cái chiếc điện thoại nó ok hơn. Ví dụ như là 900 ngàn thì có thể mua được một số mẫu điện thoại tốt nha. Đến từ Meizu này, đến từ Sharp này, Oppo này, hay là Xiaomi này, đã có thể là mua được một số mẫu rồi. Kiểu Redmi Note 4X về cũng coi YouTube được, cũng xài được ok, nó đỡ lắc giật. Còn cũng không nên cố đấm ăn xôi mà chọn những cái mẫu Tab như này với mức độ hên xui rất là cao, và cái trải nghiệm của nó thì quá là tệ và quá là kém ở cái thời điểm hiện tại cuối 2022 và đầu 2023. Rồi, và lời khuyên là dành cho những cái bạn mà lỡ mà mua phải những cái mẫu Tab này, hoặc là có người thân bạn bè gia đình mua phải á, thì phải ngay lập tức là đổi trả nha. Đó, thì trên Lazada thì thực ra là họ cũng rất là dễ trong việc giải quyết những cái vấn đề như này. Nếu như chúng ta đưa ra lý do hợp lý là sản phẩm không đúng với mô tả của shop thì Lazada sẵn sàng là đổi trả và hoàn tiền cho các bạn thôi. Có thể hoàn tiền thông qua ngân hàng, tài khoản ngân hàng, hoặc thông qua những cái voucher mã giảm giá. Thì các bạn xem lại những cái video trước đây mình cũng từng làm hướng dẫn cách đổi trả hàng trên Lazada hay là trên Shopee. Thực ra những cái mẫu fake này thì mình thấy là vẫn có ở trên Shopee đấy, nhưng mà nó ít hơn ở trên Lazada, chủ yếu là ở trên Lazada thôi. Rồi, thì trên đây là cái video mình chia sẻ về con máy tính bảng Realme P20 với những cái thông số là quá khủng khiếp, nhưng thực ra là hàng fake, không có thật, lùa gà của những cái shop bán hàng ở trên là sàn thương mại điện tử Lazada. Mình thấy là các bạn phải thực sự tỉnh táo nha, bởi vì những cái loại mặt hàng như này ở trên Lazada là mình thấy là rất rất nhiều, rất là phổ biến nha. Chúng ta cứ nghĩ là không ai mắc phải đâu, nhưng mà cuối cùng vẫn có rất nhiều người dính phải, nên là các bạn nên chú ý nha. Có thể là lưu video này lại hoặc chia sẻ để mà cảnh báo cho người thân, bạn bè, gia đình mà đang có ý định mua những cái mẫu máy tính bảng hay là điện thoại loanh quanh tầm một củ đổ về mà hàng fake kiểu như này. Đó. Rồi thì nội dung clip đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như thấy hữu ích, hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký kênh mua hàng online để ủng hộ mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.